Hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, sáng 17 tháng 10 năm 2014, lãnh đạo Báo Công an Nghệ An cùng Ban chấp hành Đoàn cơ sở, Hội Phụ nữ Báo Công an Nghệ An đã tới thăm hỏi, tặng hai suất quà với tổng trị giá 2 triệu đồng cho hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên và xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn. Trường hợp thứ nhất là gia đình bà Võ Thị Nhung, trú tại xóm 5 xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên. Đã gần 30 năm nay, bà Nhung phải tần tảo nuôi chồng và hai người con bị bệnh tâm thần do di chứng chất độc da cam trong chiến tranh chống Mỹ. Thứ hai là gia đình bà Nguyễn Thị Vân, 75 tuổi, trú tại xóm Bình Sơn, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn. Sống trong hoàn cảnh nghèo khó, bố mẹ mất sớm, một mình bà Vân đã hy sinh cả cuộc đời và tuổi thanh xuân để chăm lo cho bốn người em bị tàn tật. Cả hai gia đình hiện tại hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bản thân bà Võ Thị Nhung cũng như bà Nguyễn Thị Vân lại già yếu, trong khi số tiền trợ cấp cho người bị nhiễm chất độc da cam và tàn tật lại quá ít ỏi. Tại các gia đình, lãnh đạo Báo Công an Nghệ An đã ân cần thăm hỏi, động viên chia sẻ những khó khăn mà các gia đình đang phải gánh chịu, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục cố gắng vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của đoàn viên thanh niên và Hội Phụ nữ Báo Công an Nghệ An.